ai nhà không? Dạ, cháu đây gì ơi? Cháu trưởng này gì? Cháu. Về nào vậy? Dạ. Cháu về cũng hơn tuần. Cháu về với ai vậy? Dạ về với có vợ cháu không? Dạ có. Đây. Chào cháu. Dì khỏe không dì? Dạ. Dạ. Mẹ sao đâu đốt sách đâu có nói gì nghe vậy? Dạ. Về về đột xuất. Dạ. Giống ai ạ? À? Ừ giống hồn. Ờ hồn vậy ạ. Giống cá giống luôn. Dạ. Hồn mới hết nè. Dạ dạ. Cháu đi vô nhà để coi cái cậu Minh ở dưới bếp không? Ờ vậy ạ. Vô đây hả gì? Đi đi đi. Thôi đi dậy luôn vô luôn. Dạ dạ. Cậu Minh mới về chợ nè. Ờ dạ. Trời ơi mày không nói trời ơi biết đó ha. Dạ. Tí nữa còn mới về, còn mới chợ đi rồi, xe vừa